Kính chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Lời đầu xuân, Tiến Dũng xin gửi lời kính chúc quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc có một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý. Và thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2022, shop Tiến Dũng chính thức khai xuân mở bán online và bán offline tại shop tại địa chỉ số 115 xẹt 24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị và các bạn, shop sẽ có một chương trình khuyến mại khai xuân đặc biệt, đó là sẽ tặng kèm theo một bộ dây AV Pro N của Ý. Quý vị và các bạn đều biết là thương hiệu Pro N là một thương hiệu thiết bị dây dẫn cao cấp của châu Âu, và dây này được sản xuất tại Italy. Thì Dũng đã ship trực tiếp nguyên quận từ Amazon về và thi công lên các đầu dây AV, dây ba lăng và dây loa, vân vân. Với những đơn hàng có giá trị giao dịch từ 5 triệu cho đến 10 triệu thì Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây AV. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn là dây ba lăng tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Từ 5 triệu đến 10 triệu thì Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây tín hiệu, trị giá món quà này là 500.000. Và đối với những anh em mua những đơn hàng có giá trị giao dịch từ 10 triệu trở lên, Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây loa Pro N của Ý. Dây này có kích thước mỗi bên 2,5m và với món quà này trị giá 800.000. Và luôn tới đây thì cũng xin lưu ý đến quý vị và các bạn những dây tín hiệu, dây AV, dây ba lăng và dây loa của Pro N đều có quy ước của chiều đi. Quý vị và các bạn cần gắn đúng chiều đi thì âm thanh nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và hiện nay shop cũng đang phục vụ những dòng dây dẫn này. Dây loa mỗi bên 2,5m giá 800.000. Và dây tín hiệu, dây ba lăng, dây AV có chiều dài 1m mức giá 500.000. Và ngày hôm nay thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những sản phẩm, những dòng âm ly, những dòng loa hàng bãi. Và đầu tiên thì xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ giải mã DC với phân khúc giá bình dân. Đây là bộ dây AV rất được yêu chuộng trong thời gian vừa qua. Thì Dũng đã bán rất nhiều sản phẩm này với mức giá bình dân, tuy nhiên cho tiến rất tốt. Đó là bộ giải mã FIO model BTA 30 Pro. Với thiết bị này, máy có thể giải mã âm thanh từ cổng quang của TV, giải mã âm thanh từ cổng Bluetooth của điện thoại, giải mã âm thanh từ cổng USB của máy tính. Với vóc dáng rất nhỏ gọn, máy đạt chuẩn Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless. Đây là những tiêu chuẩn rất cao của Hiệp hội Âm thanh Hoa Kỳ cấp phép. FIO BTA 30 Pro, hàng chính hãng, sản xuất tại Made in China, sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, có đầy đủ các dấu hợp chuẩn CE và FE với Bluetooth lên đến 5.0 và chúng ta hoàn toàn có thể nghe được nhạc Hi-Res Audio. Với sản phẩm này, Tiến Dũng phục vụ với mức giá chỉ 3.400.000. Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng nguyên siêu mới 100%. Và trong đầu xuân này thì Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ quà tặng rất đặc biệt. Đó là tặng theo một cục adapter, tức là cục sạc để cấp nguồn cho sản phẩm này. Sản phẩm này giống như là iPhone 12. Bên trong đây không có cục sạc. Thì Dũng tặng kèm theo một món quà cục sạc adapter trị giá 100.000, một bộ dây quang Joyce trị giá 150.000 để truyền dẫn tín hiệu từ TV xuống đầu giải mã, và tặng kèm theo một bộ dây loa Pro N của Ý, món quà trị giá 450.000. Tổng 3 món quà trị giá 700.000 và Tiến Dũng sẽ bao phí ship toàn quốc cho sản phẩm này. Và với sản phẩm này thì quý vị và các bạn đặt mua sẽ không cần phải chuyển tiền trước hay đặt cọc, Tiến Dũng ship COD toàn phần, bao phí ship. Quý vị và các bạn sẽ nhận hàng tại nhà với tình trạng nguyên siêu. 3.400.000 bảo hành 1 năm FIO BTA 30 Pro. Và tiếp theo thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những cặp loa, những chiếc âm ly vừa về ngày hôm nay. Thì Dũng chưa kịp lau dọn và ngay đầu giờ chiều này thì Dũng sẽ lau dọn và phục vụ quý vị và các bạn với tình trạng tuyệt đẹp. Trước mắt quý vị và các bạn là mẫu loa Bow 301 Series 3, hàng của Mexico. Với mẫu loa này là mẫu loa bán chạy nhất của thương hiệu Bow. 301 Series 3, một bát 20cm, hai loa chất giấy 8cm. Bộ lọc được trang bị bóng đèn rất an toàn, bảo vệ rất tốt cho loa. Loa này có công suất
maximum input power là 150W. Chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm dưới 30m². Quý vị và các bạn có các không gian lớn hơn có thể sử dụng hai cặp hoặc kết hợp thêm loa subwoofer. Mức giá của Bose 301 AV Monitor. Mức giá của loa Bose 301 Series 3 hàng Mexico, tình trạng hàng bãi, zin đẹp, series trùng số đúng cặp, hàng tuyển chọn từ trời Tây về, mức giá là 13.500.000. Và tất nhiên thì Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ quà tặng, đó là bộ dây loa Pro End của Ý, hôm qua này trị giá 800.000. Tiếp theo phía bên đây là một cặp loa rất được yêu chuộng của thương hiệu Bose, đó là 301 AV Monitor. Với mẫu AV Monitor là mẫu loa kiểm âm rất được các anh em quan tâm. Mẫu loa này sử dụng một bát 30cm, một bát 20cm, hai loa chép giấy, bộ lọc trang bị đến 3 bóng đèn bảo vệ loa. Và đặc biệt với củ loa của dòng này sử dụng nam châm két 24, tiếng của dòng này rất mạnh. Với mẫu loa này hiện nay Tiến Dũng đang có của Canada, của USA, với giá trị và chất lượng như nhau, âm thanh như nhau, mức giá là 15.000.000. Và đương nhiên quý vị và các bạn sẽ nhận theo bộ quà tặng dây loa trị giá 800.000. Tất cả Tiến Dũng bao zin, bao đúng hàng Mỹ xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng đến quý vị và các bạn. Tiếp theo phía bên đây đó là mẫu loa Bose 601 Series 3. Xin lỗi quý vị, đây là 601 Series 2. Hôm nay này vừa về cách đây vài ngày. 601 Series 2 sử dụng hai loa bass loại 20cm, 4 loa chép giấy loại 8cm, bộ lọc trang bị bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Phần thùng loa được trang trí bên ngoài bằng simili màu gỗ rất đẹp. Loa được sản xuất tại Mỹ. Dòng này có trở kháng 8 ohm và công suất AutoWatt. Mẫu loa này quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Dòng này cho tiếng sáng, rõ, bass, lực, mạnh. 601 Series 2 tình trạng hàng bãi, zin đẹp xuất sắc. Sử dụng bao zin, bao đúng xuất xứ, hàng bãi xịn. Đây là một tem cờ còn nguyên, các ốc còn sáng choang. 601 Series 2, quý vị và các bạn có thể phối ghép vào các dòng âm ly như của Đàn Ông 2035 mã, 2045 mã, các dòng S10, 25 mã, 35 mã và 35 mã limited, vân vân. Quý vị cũng có thể phối ghép vào các dòng âm ly Sansui như các dòng G6000, G7000, G8000, vân vân. Với mẫu loa Bose 601 Series 2 tình trạng hàng Mỹ, zin đẹp, mức giá 34.500.000, sử dụng bao zin. Và đương nhiên quý vị và các bạn sẽ nhận theo phần quà tặng bộ dây loa của Ý trị giá 800. Với các mức giá nêu trên thì Dũng chưa bao gồm phí ship. Ví dụ như phí ship của cặp loa 601 Series 2 đi các tỉnh trên toàn quốc mức giá khoảng 500 cho đến 600.000 tiền phí vận chuyển. Và phía dưới này thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiếc âm ly Đờ Nông vừa được Tiến Dũng tuyển chọn rất đẹp. Các dòng Đàn Ông 2025 mã, công suất nguồn là 250W, 4 sò 1 phép. Mức giá của chiếc này là 15.500.000. Phía dưới là 2035 mã, có cấu hình lớn hơn 275W. Mức giá là 17.500.000. Và phía dưới cùng là 2045 mã, mức giá 19. Tất cả thì đúc bao zin, bao đúng hàng bãi xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng đến quý vị và các bạn. Những dòng loa này, những dòng âm ly này có thể phối ghép được hai cặp loa 8 ohm cùng lúc hoặc một cặp loa từ 4 đến 16 ohm. Phía bên đây là những chiếc âm ly có mặt phay nhôm màu đen 1500R, công suất nguồn 250W, điện 100V, 4 sò 1 phép, công nghệ Ultra High MOS của Đàn Ông độc quyền. Mức giá của chiếc này chỉ 10.500.000. Và phía dưới này là 880D âm ly tích hợp giải mã DAC. Chiếc này công suất nguồn là 216W, điện 100V. Máy có thể chơi được hai cặp loa. Mức giá của Đàn Ông 880D có giá là 13.500.000.
Và phía dưới này là một chiếc rất nổi tiếng của thương hiệu Đơn Đông, đó là 890D, công suất nguồn 216W, máy sử dụng 8 sò Sanken. Máy có thể chơi được hai cặp loa cùng lúc với chức năng A cộng B, và Đơn Đông 890D cũng được tích hợp giải mã DC. Chúng ta có thể kết nối trực tiếp từ cổng quang của TV Ethernet sử dụng để nghe nhạc. Và tất cả những chiếc âm ly, những cặp loa mà Tiến Dũng vừa giới thiệu ở đây, chúng ta cũng có thể kết hợp thêm một chiếc vang để hát karaoke. Và với những chiếc vang thì hiện nay Tiến Dũng chỉ còn vài cái Gutin KM320 hàng cao cấp. Vang Gutin KM320 với mức giá 4.600.000. Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây ba lăng Roen của Ý trị giá 500.000. Và với những chiếc này thì Dũng chỉ còn vài cái thôi, nên sẽ chỉ phục vụ với quý vị và các bạn mua cả dàn bao gồm loa và âm ly. Khoảng 3 tuần nữa thì Tiến Dũng sẽ có những dòng hàng này rất nhiều, lúc đó Tiến Dũng sẽ phục vụ bán rời, bán lẻ. Còn đối với những thời điểm này thì chỉ còn vài cái nên Tiến Dũng sẽ phục vụ ưu tiên cho những anh em mua cả dàn. Và phía bên đây thì Dũng đang còn rất nhiều các dòng âm ly, các dòng loa như Sequin Vega, như Pioneer, như các dòng Đơn Đông 1500 AE, 1500 R 2 la mã, các dòng Đơn Đông 1500 R mặt đen mặt vàng. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm cao cấp, tuyển chọn và được đảm bảo về chất lượng âm thanh cũng như độ bền và độ zin. Cuối cùng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mến chào tạm biệt.